Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một bộ cấu hình 2 trong 1 vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Trước tiên thì các bác nhìn thấy một cặp loa rất là khủng của Canada, đó là dòng monitor 18L. Đây là dòng loa kiểm âm, do đó thì nó đem lại chất lượng âm thanh rất là chính xác. Nó sử dụng đến 7 loa trên một thân thùng. Nó sử dụng một loa bát có đường kính là 50cm. Nó sử dụng hai loa chung giấy và 4 loa chép kẹt. Như vậy thì khi hoạt động cặp loa này thì nó sẽ có lên đến 14 loa cùng hoạt động một lúc, do đó thì các bác thấy về cái chất lượng âm thanh của nó đem đến phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Sau đây thì em cũng sẽ quay qua để các bác thấy được. Ở video clip trước thì em cũng đã test nhạc nền rồi. Ở video clip này thì lát nữa em sẽ test hát một đoạn karaoke trên bộ cấu hình này để các bác thấy được. Đây là một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát rất là ok. Một bát 50, các bác thấy đây là loa bát 50 này, màng giấy gần xếp vải, hai loa chung giấy. Các bác thấy hai loa chung giấy này. Và ở hai bên thì nó sử dụng mỗi bên là hai loa chép kẹt. Một bát 50 thì nó đem lại tiếng bát trường âm rất là mạnh, tiếng bát rất là lực, và hai cái loa chung giấy này đem lại âm thanh tiếng rất là ấm. Và bốn loa chép kẹt này đem lại cái độ sắc nét, do đó làm cho cái tiếng chép nó sẽ sáng và bay tiếng, thoát tiếng. Do đó chúng ta vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke, do đó nó đem lại cái tiếng âm thanh của nó phát ra rất là chi tiết, rõ ràng. Đôi loa này thì có trực kháng 8 ohm, có công suất maximum lên đến 350W trên một loa. Cặp loa này nó khá là nặng. Cặp loa này thì có mức giá trước đây em bán khoảng 25. Tuy nhiên thì bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này thì em sẽ để cho các bác giá trên 20 một chút. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh đây. Các bác lưu ý đây là cặp loa rất dễ dàng trong việc phối ghép âm ly. Các bác có thể lựa chọn với nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể muốn bát nó quánh bạo lực hơn nữa thì các bác có thể kết hợp với những dòng âm ly của Denon. Đấy, như dòng 890D, rồi 890DG, hay 940, 930, 960. Ở video clip này thì em sử dụng một chiếc âm ly Sansui, đó là dòng 907XDCAT, dòng hồi gỗ chỉ vàng. Chiếc âm ly này có công suất là 370W, công suất tiêu thụ điện, và nó sử dụng 4 con tụ lọc, một biến thế nguồn. Hai bên thì nó sử dụng hai cái hồi gỗ. Dòng này nó đánh hai cầu AB và A cộng B, có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Dòng này thì các bác có thể kết hợp với nhiều các dòng loa khác nhau. Các bác có thể đánh những dòng Pioneer đấy, hay những dòng loa của Mỹ đánh rất là ok. Đặc biệt đôi Canada này nó kiểm soát rất là tuyệt vời. Chiếc âm ly này có giá 15 triệu đồng. Ở phía trên đó là một chiếc vang Jaguar S900. Đây là một chiếc vang cao cấp của Jaguar rồi. Chất lượng âm thanh của nó đem đến thì chắc chắn chúng ta không phải bàn luận nữa. Bác nào đã sử dụng rồi thì các bác chắc chắn sẽ phải hài lòng với chất lượng âm thanh của nó đem lại. Giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Có chức năng bắt Bluetooth không dây, rất là thuận tiện. Và đây là em đang bắt Bluetooth không dây. Và trước khi đi vào hát karaoke thì em cũng xin được thông báo lại với các bác. Thì hiện nay bên cửa hàng của chúng em sẽ có hai kênh. Kênh thứ nhất có tên là kênh Cương Audio. Kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Đây là hai kênh này thì xin lỗi các bác. Hai kênh này thì thường xuyên giới thiệu đến các bác những dòng loa nghe nhạc, những dòng loa hát karaoke, những video hướng dẫn đầu nối kỹ thuật và những bản test nghe nhạc và những bản test hát karaoke. Do đó thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng việc ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Và sau đây thì em sẽ hát thử một đoạn karaoke trên bộ cấu hình này. Để các bác thấy được đây là một bộ cấu hình vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke rất là tuyệt vời. Do em không biết hát nhưng mà em cũng hát thử một đoạn để các bác thấy được. Cặp loa này vừa nghe vừa hát rất là ok. Các bạn để ý là nền nhạc của em. Còn chất giọng thì em hát không được tốt mà em vẫn test thử một đoạn karaoke trên bộ cấu hình này để các bạn có thể thấy được vừa nghe vừa hát rất là ok. Bát ra 50 do đó trường âm nó đem lại rất là mạnh, và đến 4 loa chép kèn thân trụ do đó nó đem lại cái âm thanh rất là sáng và sắc nét. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Ngồi một mình ôn lại chuyện này.